Theo truyền thống, toàn bộ nhà hàng, quán cà phê phục vụ ăn uống trên khắp đất nước Maroc phải đóng cửa vào ban ngày trong tháng chay Ramadan. Tại thủ đô Rabat, chủ khách sạn Hattes Botta cho biết, trong tháng ăn chay, người dân Maroc thường thích ở nhà hơn và tận dụng thời gian để sum họp với người thân, do đó nhu cầu du lịch của khách nội địa giảm hẳn. Khách du lịch trong tháng Ramadan giảm đáng kể. Trong khoảng thời gian này, họ ưu tiên cho các nhiệm vụ tôn giáo, bởi thế không ai đi du lịch và người ta cũng chẳng bàn chuyện làm ăn vào những ngày này. Trong khi đó, tại các con phố cổ ở thủ đô Rabat, chủ các cửa hàng bán đồ lưu niệm tỏ ra chán nản bởi tình trạng ế ẩm. Trong 10 ngày đầu của tháng Ramadan, một người Maroc sẽ không rời khỏi nhà để cầu nguyện. Còn đối với du khách nước ngoài không biết tục lệ này, khi đến đây sẽ cảm thấy sợ. Còn những người du khách có kinh nghiệm, họ sẽ không tìm đến một nơi vắng vẻ, không phục vụ ăn uống. Theo dự báo của Ủy ban Kế hoạch Cao cấp của Maroc, tình trạng du lịch ế ẩm của Maroc sẽ kéo dài cho đến hết tháng 8 dương lịch bởi du khách nước ngoài muốn chờ cho tháng lễ Ramadan thật sự đi qua. Điều này đã khiến cho lượng du khách quốc tế đặt phòng qua đêm ở khách sạn tại quốc gia này giảm 44%, trong khi đó du khách nội địa sẽ giảm khoảng 60%.